trời thương Phật độ, tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, càng khổ càng giàu, của cải cõng nhau chạy thẳng vào két sắt, đúng tháng năm âm lịch 2024. Quý vị thân mến, trong một xã hội mà lối sống vật chất được đề cao như hiện nay, thì tiền bạc dường như có thể chi phối mọi việc, chi phối suy nghĩ và lối sống của mỗi người. Có người vui buồn chỉ vì chút lợi ích nhỏ nhoi, có người thậm chí vì tiền mà tranh chấp, để rồi trở mặt thành kẻ thù. Thế nhưng ở đời nào có ai chuyện gì cũng được xứng ý, toại lòng, mọi chuyện suôn sẻ theo đúng như ước nguyện, mà kèm theo đó là trùng trùng thử thách, trùng trùng hoạn nạn, bắt buộc ta phải trải qua. Chỉ cố gắng thôi là chưa đủ, mà ta cần phải biết dựa vào thời vận, vào vận trình lên xuống trong từng giai đoạn của cuộc đời. Trong lá số tử vi của 12 con giáp, các nhà tử vi chiêm tinh học phương Đông đã tiết lộ rằng, người tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959 sẽ có một tháng khá khó khăn khi bị hung tinh chiếu mệnh, nhưng nhờ một sự kiện thiên văn bất ngờ khiến cát tinh đảo chiều, thổi bay hung vận cứu vớt vận trình của bản mệnh. Tuy nhiên, để có được kết quả mỹ mãn, bắt buộc tuổi này cần cố 200% sức lực, càng khổ bao nhiêu thì kết quả thu lại càng nhiều bấy nhiêu, tiền bạc, địa vị, giàu sang chỉ còn chờ bản mệnh đến nắm bắt nữa mà thôi. Vậy chi tiết ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Trước hết, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng năm âm lịch của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Kỷ Hợi với những con giáp khác. Theo tử vi, tháng năm âm lịch là tháng Canh Ngọ hay tháng Lựu Nguyệt, được tượng trưng bởi loài hoa lựu và hoa lan chuông, loài hoa biểu trưng cho sự cao quý. Hoa lan chuông thể hiện rằng bạn rất ngọt ngào và khá cầu toàn, tỉ mỉ. Tháng Canh Ngọ, năm Giáp Thìn, có thiên can là canh, địa chi là ngọ, cầm tinh con ngựa. Ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè, khi đất trời đã bắt đầu ngập tràn những ngày nắng. Thưa quý vị, người tuổi Kỷ Hợi là người có bản tính lãnh đạm, có phần hơi nhút nhát, nhưng họ rất biết thông cảm và là người đáng yêu. Họ thẳng tính và trung thực, luôn cố gắng để không bao giờ bỏ rơi người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến chốn đông người và những chỗ quen thuộc hơn là những nơi xa lạ. Người tuổi này tính tình trầm lặng, chắc chắn, cương nghị, lòng dạ hiền lương, đôn hậu, không nề hà ngại khó và luôn dốc sức hết mình để hoàn thành công việc. Họ đảm nhận mọi công việc được giao với một tinh thần dẻo dai không biết mệt mỏi, dũng cảm, kiên trì và sẽ dốc toàn bộ sức lực để hoàn thành tốt công việc. Do vậy, họ luôn được mọi người tín nhiệm và giao phó cho những công việc quan trọng. Người tuổi Kỷ Hợi thuộc mẫu người chất phác, ít màu mè, song lại có những kiến giải rất độc đáo. Tính tình họ ôn hòa, không bao giờ đẩy người khác vào tình thế khó xử. Bản mệnh an phận, không thích tranh đấu, chỉ khi bị bức bách đến đường cùng thì họ mới phản kháng, nhưng họ chẳng bao giờ để bụng ai và cũng không đối chọi với người khác. Họ ghét phải tranh chấp với mọi người, giỏi tháo gỡ những gợn mắc, mâu thuẫn của người khác. Sự chân thành và đáng tin cậy quả là tài sản đáng quý của họ. Họ đối xử với mọi người hòa nhã, đồng thời cũng mong người khác chấp nhận những sai sót của mình. Bởi vậy nên họ được mọi người yêu mến và luôn giữ được mối quan hệ thân thiết với mọi người. Trong suốt cuộc đời, tuổi này luôn trung thực, thành thật và biết nghĩ cho người khác, luôn giữ gìn thận trọng mối giao tình với bạn bè. Họ trân trọng tình bạn, trung thành với bạn, dù có thể là mình bị thiệt hại. Người tuổi Kỷ Hợi tuy đôi lúc phát cáu, giận dỗi, nhưng họ không ham cãi cọ. Mỗi lần nảy sinh tranh chấp thì họ thường nhường một bước để mâu thuẫn mau chóng kết thúc. Vì họ cố gắng sống hòa nhã, lại không có tính bợ đỡ lấy lòng, giành tư lợi, nên họ yêu thích công tác xã hội, lắng nghe bạn dốc bầu tâm sự, hay than thở những đắng cay, khổ cực và với một tấm lòng hiền từ, bao dung, họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn. Dù bạn gây ra lỗi lầm, họ cũng sẽ không tỏ ý trách cứ, mà sẽ dốc sức giúp đỡ bạn, thậm chí còn nhờ cả người khác, đôn đáo khắp nơi giúp bạn giải quyết khó khăn nữa. Ở bên họ, bạn sẽ không uổng công hay nghe những lời giáo huấn cứng nhắc. Bạn cứ tin rằng, với những người tuổi Hợi thì mọi vấn đề phức tạp đều có thể được đơn giản hóa. Người tuổi Kỷ Hợi khá chú trọng đến hình thức bên ngoài, dù không lấy đó làm mục đích chính, họ ưa thích các buổi tụ họp, tổ chức những buổi kỷ niệm, chúc mừng, ngày lễ, ngày Tết hay chủ trì các buổi xã hội. Họ vui lòng tham gia các loại tổ chức, câu lạc bộ, hội nhóm, vân vân. Phụ nữ tuổi này là người dịu dàng, mềm mỏng, họ luôn sắp đặt nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, mọi thứ trong nhà được bày biện ngăn nắp. Ngoài ra, họ còn có cá tính mạnh mẽ, tôn trọng bản thân và cũng tôn trọng người khác.
họ có thể dồn toàn bộ sức lực vào những công việc họ yêu thích mà chẳng cần bất cứ sự đền đáp nào. Họ có một tấm lòng cao thượng, giúp người không để lộ danh tính. Họ sẽ tiếp đón bạn bè của chồng một cách chu đáo, chẳng hề ngại ngần hay thấy phiền phức, thậm chí lấy đó làm vui. Họ xuất hiện ở đâu thì nơi đó lập tức trở nên nhộn nhịp, nhưng như thế không có nghĩa là họ không biết oán thán, nhưng khi oán thán cũng vẫn rất đối ôn hòa. Bạn sẽ rất may mắn nếu có một người bạn tuổi Kỷ Hợi, họ sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ bất cứ khi nào bạn gặp khó khăn, rắc rối hay buồn phiền. Và dường như những người này, dù là nam hay nữ, thì đều không có khái niệm nguyên tắc sống, bởi vậy họ vô tư, thoải mái, làm những điều mình thích mà không cần phải đắn đo và suy nghĩ. Bản mệnh thích được hưởng thụ và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị trong cuộc sống. Họ có nhiều thói quen và thú vui của bản thân mình, ví dụ như là ăn đêm, uống rượu, đi du lịch, mua sắm, vân vân. Không ít những người tuổi Kỷ Hợi thường xuyên duy trì những thói quen không tốt, điều đó khiến sức khỏe của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tiếp đến là tổng quan về vận trình trong tháng 5 âm lịch của người tuổi Kỷ Hợi. Sang tháng 5 âm lịch, vận trình của người tuổi Kỷ Hợi có xu hướng khởi sắc rõ rệt, ví như màn mây đen, u ám, xám xịt, được thay thế bằng ánh mặt trời chói rọi, mưu sự dễ thành, tranh thủ nắm bắt cơ hội để thành công vượt trội. Trong tháng có nhiều cơ hội thăng quan, tiến chức, tăng lương, bạn mạnh dạn đề xuất tỷ lệ thành công khá là cao đấy. Tài vận có dấu hiệu chuyển biến tích cực, nhất là thứ tài, nguồn thu nhập bạn có được phần lớn nhờ vào việc kinh doanh, buôn bán và đầu tư bên ngoài, chứ không phải là từ công việc chính. Tuy nhiên vẫn cần chú ý đến hiện tượng phá tài. Xem tình duyên, tháng có thiên diêu ảnh hưởng, vận trình tình cảm có tiến triển mới, nhưng vẫn cần dành nhiều thời gian để đôi bên bồi dưỡng tình cảm, nóng vội sẽ hỏng chuyện. Vợ chồng hòa hợp, có thể đón tin vui về chuyện con cái, như sinh thêm cháu, con cái thì thi cử đỗ đạt, đi du học, cưới hỏi, vân vân. Sức khỏe tuổi Kỷ Hợi bình ổn, không có gì đáng lo ngại, chú ý một số vấn đề về mắt là được, đồng thời theo dõi thường xuyên thể trạng để chủ động nếu có tình huống bất ngờ phát sinh. Về phương diện sự nghiệp, căn cứ vào tử vi tháng 5 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, nhiều cơ hội mới mở ra, nhưng bạn cũng phải thận trọng trong việc chọn lựa. Khi vàng thau lẫn lộn thì càng đòi hỏi bạn phải tỉnh táo trong phán đoán. Nhưng nhìn chung không có nhiệm vụ nào quá khó. Nếu bạn đủ tập trung để xử lý vấn đề, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của con giáp tuổi Hợi cả. Thiên vu cát tinh giúp con giáp tuổi Hợi phát huy được khả năng ăn nói của mình. Thậm chí bản mệnh có thể biến nguy thành cơ nhờ vào việc ăn nói khéo léo, thu phục lòng người. Chính quan tràn đầy cảm hứng, được đồng nghiệp lắng nghe và cấp trên đánh giá cao. Khi được khen ngợi, bạn càng làm việc chăm chỉ, hăng say hơn, không nề hà bất cứ việc to nhỏ lớn bé gì. Về phương diện tài lộc, tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Hợi âm lịch cho thấy, về phương diện tài lộc có dấu hiệu khởi sắc, nhất là những ai làm ăn thu hút nhiều dòng tiền về mình. Những người làm ăn, kinh doanh còn biết tận dụng ưu thế, chiếm được lòng tin của bạn hàng, nên không cần dùng nhiều vốn mà vẫn có hàng luân chuyển đều đặn. Tuy nhiên, bản mệnh không được chủ quan khi mà tháng này, Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của đại hao, số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn. Nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng. Bạn nên nhớ rằng, kiếm được nhiều nhưng tiêu quá nhiều, không tốt cho sức khỏe tài chính của bạn. Trong tương lai, nếu việc này còn kéo dài sẽ khiến bạn dễ rơi vào tình trạng nợ nần đấy nhé. Về phương diện tình cảm gia đạo, tử vi tháng 5 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, trong gia đình có chút mâu thuẫn nhưng sẽ sớm qua đi. Do đó, tuổi Hợi không nên phiền lòng, có thể chồng, vợ đứng về phía bạn trong hoàn cảnh hiện tại, nhưng đừng lấy đó là cái cớ để chống lại mọi người trong nhà. Để môi trường trong gia đình lành mạnh thì bạn nên cố gắng hiểu tính cách mỗi người một chút. Khi đó, bạn sẽ dễ cảm thông hơn, hạn chế được những tranh cãi không đáng có. Nguyệt lệnh lâm thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí, hoặc việc sinh con sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé. Về phương diện sức khỏe, trong tháng Mậu Ngọ, người tuổi Kỷ Hợi bận rộn và dường như say sưa vào các dự án lớn nhỏ, mãi đuổi theo các cơ hội mà bạn trở nên lơ là trong khía cạnh sức khỏe. Ngũ hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn,
Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. Nghỉ ngơi, nạp năng lượng tích cực là điều con giáp tuổi Hợi cần làm cho tháng mới. Chọn lựa môn thể dục phù hợp, giúp bạn gạt bỏ những mệt mỏi và có thêm động lực. Vậy trong từng giai đoạn của tháng 5 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Người tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, trong thời gian này có điềm báo, thăng tiến về công danh, sự nghiệp. Cát tinh tử vi chiếu mệnh trợ lực cho bản mệnh trong vận trình công việc, những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bản mệnh đi đến thành công. Càng về cuối vận thế càng phát, có lẽ bản mệnh sẽ được giao cho nhiều trọng trách, hãy tập trung vào công việc của mình và phát huy hết năng lực của bản thân. Nếu có thể, thì chớ nên tham gia những chuyện bao đồng, để tránh những điều bất trắc do họa khẩu thiệt thị phi gây nên. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm, có thêm nhiều tin vui về tài lộc, cơ may kiếm tiền không ngừng tới. Bản mệnh nếu biết nắm bắt thời cơ thì hoàn toàn có thể phát tài phát lộc, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh, có những mối làm ăn mới. Được quý nhân nâng đỡ, giúp con giáp này thu về khá nhiều lộc lá thời gian này. Tuy nhiên, bạn đừng vội chủ quan, vì khả năng cao bạn sẽ bị mất tiền, hoặc rơi của bất ngờ, đi ra đường, chớ cầm theo nhiều tiền và cầm điện thoại khi tham gia giao thông kẻo bị cướp. Vận trình tình cảm không được như ý, đào hoa kém sắc. Người độc thân chưa tìm được người nguyện cùng mình chung đôi cho đến hết cuộc đời. Người tuổi Kỷ Hợi đã có đôi tìm lại được cảm giác hạnh phúc, nồng nàn của lúc mới yêu. Hai trái tim giờ đã quen thuộc với nhau, nhưng đôi chút cách xa lại khiến cho mọi thứ trở nên mới lạ và hấp dẫn. Hâm nóng lại tình yêu đôi lứa, bạn và người ấy ngày càng gắn bó thắm thiết hơn, tình cảm vững chắc, chẳng thể chia lìa. Quý nhân, Thìn, Mão. Tiểu nhân, Thìn, Tuất. Màu sắc may mắn, trắng, đỏ. Con số may mắn 78-23-09. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. Người tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, có một khoảng thời gian kê cao gối ngủ. Khi mà phúc khí tràn trề, nhiều chuyện may mắn cùng ghé tới thăm, tài lộc ào ào đổ về nhà, lộc lá nhiều không kể xiết. Người làm công ăn lương có thêm nhiều khoản thu từ lương thưởng, còn người kinh doanh thì buôn bán phát đạt, lợi nhuận tăng cao. Vận trình sự nghiệp có thăng có trầm, nhiều cơ hội bùng nổ vào thời điểm đầu tuần. Ấn quan cùng xuất hiện trao cho người tuổi Kỷ Hợi may mắn hiếm có để thể hiện năng lực của mình, giành lấy vị trí xứng đáng cũng như tìm kiếm thêm không gian phát triển trong tương lai. Tuy nhiên, từ giữa khoảng thời gian này trở đi, vận khí bắt đầu suy yếu, công việc của bản mệnh cũng gặp phải những trục trặc nhất định. Khó khăn không quá lớn nhưng cũng phần nào làm giảm tốc độ tăng tiến của con giáp này. Nhưng nếu kiên nhẫn, bền bỉ thì vẫn có nhiều cơ hội để tăng tốc và lật ngược tình thế. Vận tài lộc khởi sắc rực rỡ. Tuần này mà con giáp này đã kiếm về cho mình một khoản kha khá, tạo đà bôi trơn cho tài vận vượng phát, lộc lá ầm ầm đổ về. Tuy vậy, thời gian này cũng có kiếp tài ngáng chờ bản mệnh, nên chú ý kẻo bị kẻ xấu lừa gạt lấy mất tiền bạc trong tay. Thái âm cát tinh trợ nhân duyên. Tuy đường tình của con giáp này trong 10 ngày giữa tháng 5 âm không được viên mãn cho lắm, nhưng nhờ quý nhân thái âm gánh đỡ, nên về cơ bản vẫn giữ được độ bình ổn. Đôi lứa sau tranh cãi, bất đồng vẫn về lại bên nhau, không còn giận hờn mà yêu thương nhiều không kể xiết. Quý nhân, Dần, Mùi. Tiểu nhân, Dậu, Ngọ. Màu sắc may mắn, hồng, vàng. Con số may mắn, 56-09-22. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm. Xem tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm cho người tuổi Kỷ Hợi. Vận hung lấn át cát lành, khiến cho bản mệnh gặp phải nhiều điều không được như ý. Bản mệnh gặp phải nhiều chuyện rắc rối trong công việc. Thiên quan giáng họa, người tuổi Kỷ Hợi bị tiểu nhân ám hại, vì thế mà những việc bạn đang làm dễ dàng đổ bể. Con giáp này nên học cách đề phòng, chứ đừng để lộ mọi điểm yếu của mình ra trước mặt mọi người xung quanh. Tả phù sẽ trợ giúp cho bản mệnh vượt qua cơn khốn khó này. Còn nhiều chông gai phía trước, cần phải vững tay chèo lái, mới không bị ngã tay chèo. Đường tài lộc khởi sắc. Đây cũng là điểm sáng trong thời gian này của những chú Hợi. Cả thiên tài và chính tài đều xuất hiện, giúp cho bản mệnh chẳng những thu nhập chính gia tăng, mà thu nhập phù cũng có thêm phần nào. Việc chi tiêu mua sắm không quá khó khăn. Bản mệnh nên tiến hành, cầu tài, cầu lộc trong thời gian này để làm ăn thuận lợi. Nhiều người sẽ có tiền thưởng nóng, được tăng lương,
hoặc được trả một khoản tiền thưởng bị lãng quên từ lâu. Song chuyện tình cảm của con giáp này không được tốt như mong đợi. Vợ chồng nhiều vấn đề bất đồng lục đục, gia đình nếu không nhanh chóng tìm cách giải quyết thì rất có thể cuộc hôn nhân của người tuổi Kỷ Hợi sẽ gặp phải những vết rạn nứt to lớn. Có sự xuất hiện mộc thổ tương khắc cho biết nữ tuổi này nên chú ý đến sức khỏe của bản thân và cha mẹ. Nam mệnh thì nên xem lại cách ăn nói của mình với nửa kia, đôi khi bạn quá thẳng thắn khiến người ấy tổn thương. Quý nhân, Tuất, Mùi. Tiểu nhân, Sửu, Mão. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. Con số may mắn 88, 32, 56. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, trong tháng 5 âm lịch 2024. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài vượng lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Kỷ Hợi nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Hợi với tuổi Tý. Người tuổi Tý thường tính toán rất cẩn thận trước khi làm một việc gì đó, trong khi những người tuổi Hợi nhiều lúc lại làm việc qua loa, đại khái. Người tuổi Tý giỏi quản lý tài chính, trong khi người tuổi Hợi không giỏi quản lý tiền bạc, nhưng lại có tài vận và thường gặp nhiều may mắn trong kinh doanh. Nếu biết cách điều chỉnh để cân bằng mọi yếu tố, thì người tuổi Tý và tuổi Hợi sẽ gặt hái được khá nhiều thành công trong việc kinh doanh, buôn bán. Họ cũng sẽ biết cách hỗ trợ và bổ sung cho nhau để giúp cho công việc làm ăn, kinh doanh được phát triển hơn. 2. Tuổi Hợi với tuổi Sửu. Khi hai tuổi này phối hợp trong làm ăn thì khá thành công xuất sắc. Tuổi Hợi thao tác chăm chỉ vì lý tưởng của mình. Đây chính là điều mà tuổi Sửu nhìn nhận cao nhất. Tuổi Hợi vốn khá cầu toàn, thế nhưng cũng nhìn nhận cao năng lực của tuổi Sửu. Hợi sẽ là con giáp có khuynh hướng nhìn vào điểm tốt của người khác. Để thấy được tuổi Sửu rất trung thực, đáng an toàn và đáng tin cậy và có năng lượng, bởi vậy Hợi rất hài lòng. Tuổi Sửu cũng luôn luôn tôn trọng và không có ý định lợi dụng những gì mà Hợi có, đặc biệt là tính cách dễ bị mắc lừa của tuổi Hợi như những con giáp khác có thể làm. 3. Tuổi Hợi với tuổi Dần. Dần và Hợi có thể trở thành một cặp ăn ý nếu cả hai cùng ứng xử linh hoạt và tin tưởng lẫn nhau. Tuổi Hợi dễ tính, rộng lượng và thường đánh giá người khác qua những điểm tích cực. Điều này khiến mối quan hệ của hai người thêm nhẹ nhàng và thoải mái. Dần lịch sự và luôn sống lạc quan. Tuy nhiên, có một số những tình huống khiến hai con giáp này chuyển từ thái độ tích cực thành tiêu cực. Khi là đối tác kinh doanh, Dần và Hợi sẽ tạo thành một tập thể vững vàng, với điều kiện cả hai cùng đi chung một con đường. Hợi khá chăm chỉ và sự nỗ lực của Hợi sẽ tạo tiền đề thật tốt để Dần phát triển ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh. 4. Tuổi Hợi với tuổi Mão. Tuổi Hợi và tuổi Mão trong bộ ba tam hợp sẽ tạo nên mối quan hệ khá hài hòa. Người tuổi Hợi vốn có tính rộng lượng và chỉ nhìn vào những điểm tốt của người khác, còn tuổi Mão lại có sự thấu hiểu và cảm thông khi tiếp xúc với mọi người. Vì thế, hai tuổi này thường dung hòa mối quan hệ bằng cách bỏ qua lỗi lầm cho nhau và cùng phấn đấu vì tương lai. Theo quan hệ ngũ hành tương sinh, tương khắc, Mão thuộc hành mộc, Hợi thuộc hành thủy, thủy sinh mộc. Trong trường hợp này, người tuổi Hợi sẽ hỗ trợ cho người tuổi Mão ngày càng phát triển. Tuổi Hợi sẽ hỗ trợ tuổi Mão phát huy năng lực. Trong công việc, người tuổi Hợi sẽ giữ vai trò làm người đi đầu, trong khi người tuổi Mão sẽ gửi trọn niềm tin vào họ. Tuổi Hợi sẽ lắng nghe ý kiến của Mão và cùng nhau xây dựng một sự nghiệp vững chắc. 5. Tuổi Hợi và tuổi Thìn. Thìn rất thích không khí tự do mà con giáp tuổi Hợi mang lại. Đôi khi con giáp tuổi Thìn phải kiềm chế sự bực tức vì cảm thấy tuổi Hợi hơi lười. Trên thực tiễn, con giáp tuổi Hợi không hề lười khi tin vào tiềm năng của mình. Nếu hai con giáp là những đối tác chiến lược làm ăn, con giáp tuổi Thìn với nguồn năng lượng dồi dào và đầy ý tưởng sáng tạo, phát minh, sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến, thôi thúc quy trình kinh doanh thương mại liên tục đi lên. Người tuổi Thìn vốn là con giáp ưa mạo hiểm và thường gặp may mắn, còn con giáp tuổi Hợi thì rất vui vẻ thực hiện mục tiêu chung của hai người dưới sự lãnh đạo của tuổi Thìn. Bởi tuổi Hợi vốn thích thú chăm sóc những người hoặc công việc mà mình yêu thích, cả hai hành tinh đều rất trung thành và tin tưởng lẫn nhau. 6. Tuổi Hợi và tuổi Tỵ. Mâu thuẫn nằm ở chỗ giữa Tỵ và Hợi thiếu những cuộc hội thoại mang tính chất xây dựng, tuổi Tỵ thường hay sống bằng trực giác hơn là dựa vào logic của sự việc. Bởi vậy,
nên con giáp này thường hay đưa ra ý kiến chủ quan và hay nói vòng vo mà không đi thẳng vào vấn đề. Còn Hợi thì nhút nhát nhưng khá rộng lượng trong các mối quan hệ. Nhưng khi có hiềm khích xảy ra, ngôn từ của Hợi khá thâm hiểm. 7. Tuổi Hợi và tuổi Ngọ. Ngọ nổi bật trước đám đông bởi sự hài hước, dí dỏm và thông minh. Điều này làm Hợi mê mẩn. Hơn thế nữa, tuổi Ngựa còn rất hấp dẫn tuổi Hợi bởi sự hào phóng, sự rộng lượng và xử lý tình huống nhanh. Hợi khá dễ tính và chiều Ngọ, nên mối quan hệ của hai người rất ổn thỏa. Tuy nhiên, nếu mối quan hệ của họ càng kéo dài thì càng nảy sinh nhiều vấn đề, đòi hỏi cả hai người phải cùng nỗ lực. Trong kinh doanh, cả hai tuổi này đều rất chăm chỉ, nhưng họ phải tìm công việc hấp dẫn cho cả hai người thì mới duy trì được lâu. Ngọ chỉ đạo công việc rất tốt nhờ khả năng quản lý và bao quát công việc, còn Hợi sẽ đảm nhiệm các việc cần sự tỉ mỉ, cẩn thận. Nói chung, Hợi sẽ rất tích cực là hậu phương vững chắc của Ngọ. Tuổi Hợi đánh giá rất cao sự thông minh, nhanh nhẹn và quyết đoán trong công việc của tuổi Ngọ. 8. Tuổi Hợi và tuổi Mùi. Trong làm ăn, kinh doanh, cặp đôi con giáp tuổi Mùi và tuổi Hợi hợp tác sẽ xây dựng được một công ty có tiếng tăm và uy tín. Cặp đôi này có thể gặt hái được nhiều thành công nếu biết chọn lĩnh vực phù hợp với khả năng và đầu óc tinh tế của bản thân. Nhìn chung con giáp tuổi Mùi khá may mắn nên luôn có được những thành công bất ngờ trong kinh doanh. Tuy nhiên, tuổi Mùi không được thực tế cho lắm, vì thế vấn đề tài chính nên để cho con giáp tuổi Hợi làm chủ. Tuổi Hợi là người chăm chỉ trong công việc và dễ dàng làm theo sự chỉ dẫn của người khác. Bởi vậy, con giáp tuổi Mùi là người nắm quyền lực là hợp lý nhất. 9. Tuổi Hợi với tuổi Thân. Hai con giáp tuổi Thân và tuổi Hợi có nhiều niềm vui khi ở bên nhau, bởi vì cả hai luôn là mẫu người vui vẻ và có suy nghĩ rất tiến bộ và nhạy cảm. Hợi yêu thích đồ ăn ngon, thích tản tính. Họ dễ cảm thấy vui vẻ bởi những việc rất đơn giản như được ngủ trên một chiếc giường thoải mái hay được tắm hơi dễ chịu, vân vân. Còn tuổi Thân lại tỏ ra chơi bời và có phần cầu kỳ hơn. Họ là người yêu thích những cuộc vui tiệc tùng bên ngoài, chứ không phải là ở nhà, bởi họ thích tự do, vui đùa. Xem xét trong công việc làm ăn, kinh doanh, nếu hai tuổi này biết hợp sức lại với nhau, thì tuổi Thân và tuổi Hợi sẽ có thể xây dựng được một sự nghiệp vững chắc và thịnh vượng. Tuổi Thân là người thích lãnh đạo và thường là người đại diện của công ty đi giao thiệp với khách hàng, thuyết phục mọi người, bởi họ có kinh nghiệm cũng như là người khá bạo dạn. Còn người tuổi Hợi thì luôn làm việc chăm chỉ theo sự chỉ dẫn của người khác. Tuy nhiên, tuổi Hợi cần phải biết cách để giúp tuổi Thân tránh những rủi ro không đáng có. 10. Tuổi Hợi với tuổi Dậu. Người tuổi Dậu ghét cay ghét đắng sự bừa bãi. Trong con mắt của họ, Hợi là mẫu người chỉ thích hưởng thụ, trong khi đó, Hợi lại là con giáp khá dễ tính, ít khi để ý tới những điều trên, chỉ thích sự xa xỉ, thừa thãi. Bởi vậy, khi kết đôi thì Dậu sẽ là người phải chịu trách nhiệm chính trong việc thu dọn mọi thứ, giữ chúng nằm trong trật tự để duy trì mối quan hệ hài hòa. Là đối tác kinh doanh, Dậu và Hợi thường thành công khi biết phát huy thế mạnh của mình trong các mối quan hệ. Trong phân công lao động, người tuổi Dậu thích hợp đảm nhiệm các công việc tỉ mỉ hoặc liên quan đến tài chính. Hợi vốn chăm chỉ và định hướng tốt, rất phù hợp với việc tiến hành các kế hoạch mà Dậu đã lập. Bên cạnh đó, Hợi sẽ đảm nhiệm cả những nhiệm vụ liên quan đến khách hàng, bởi trong lĩnh vực này, Hợi có khả năng làm tốt hơn Dậu. 11. Tuổi Hợi với tuổi Tuất. May mắn là Hợi khá nhạy bén và tế nhị, nên Hợi để tốt hài lòng. Bởi vậy, chuyện này không gây nhiều phiền toái tới mối quan hệ của hai người. Người tuổi Hợi đôi khi để Tuất lấn tới, nhưng Tuất thì lại không hề như vậy, bởi con giáp này khá trung thực, thẳng thắn. Nếu hai con giáp này là đối tác làm ăn, Tuất với năng lượng dồi dào và tài ngoại giao sẽ đóng vai trò là người tiền tuyến. Hợi chăm chỉ làm việc và làm việc có kế hoạch, sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của Tuất. Tuất cũng rất chăm chỉ, đặc biệt với những công việc yêu thích. Tính thích ổn định của Hợi và tính trung thực của Tuất sẽ giúp công ty chung của họ phát triển tốt. Bởi vậy, hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt trong chuyện làm ăn. 12. Tuổi Hợi với tuổi Hợi. Nếu hai người tuổi Hợi là các đối tác kinh doanh, thì họ nên chọn ngành nghề nào mà cả hai cùng có niềm tin, nếu không họ sẽ phải làm việc rất vất vả. Tuổi Hợi không lười biếng. Hợi không phải là con giáp lười biếng. Họ có khả năng nỗ lực rất nhiều, với điều kiện họ phải tin vào việc đang làm. Văn phòng nơi hai người cùng con giáp này làm việc sẽ khá tiện nghi, thậm chí được lắp cả bồn tắm hơi. Khách đến công ty sẽ được phục vụ rất tận tình và chu đáo.
nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, theo lời Phật dạy về hơn thua, sẽ chỉ ra cho bạn biết rằng, để có thể nhẫn nhịn trước sự phản công dữ dội của một người nào đó, bạn sẽ phải là người thực sự khôn ngoan, hiểu biết. Câu chuyện Phật bỏ mặc kẻ chửi rủa mình. Thời Đức Phật, có một số kẻ đối đầu, họ không thích Ngài và có lần một thầy Bà La Môn léo đéo theo sau chửi, khi nhìn thấy Ngài, nhưng Phật cứ vờ như không nghe và thong thả đi. Thầy Bà La Môn tức giận quá, chặn Phật để chặn hỏi. Ngài Cồ Đàm, Ngài có điếc không? Phật đáp, không, không điếc, sao nghe tôi mắng chửi mà không có phản ứng? Ta không điếc, việc mắng chửi của ông có liên hệ gì với ta đâu. Phật liền nói, ví dụ như, nhà ông có dỗ mời bà con quyến thuộc tới dự, khi họ sắp về, ông gói quà bánh tặng, những người ấy không nhận thì quà đó về ai? Ông Bà La Môn đáp, nếu họ không nhận thì quà đó về tôi chứ ai? Phật bảo, cũng vậy, ông chửi ta mà ta chẳng nhận, thì những lời mắng chửi đó xin gửi lại cho ông. Bài học rút ra ở đây là, chẳng cần cố gắng dùng lời nói để chứng minh mình đúng, cho dù là phải đối mặt với lời phỉ báng hay bị người khác công kích, họ cũng có thể dùng hành động để chứng minh mình vô tội và trong sạch. Đừng cho rằng tranh hơn thua là hay, vì chúng ta càng vướng vào phiền não. Rõ ràng, nhẫn nhịn là điều hết sức quan trọng, không phải việc thường, vì thế chúng ta phải rèn luyện đức nhẫn nhịn mạnh mẽ, như vậy việc làm mới thành công. Chúng ta đều hiểu rằng những đấu đá hơn thua đều mang lại kết cục không tốt đẹp, thế nhưng không phải ai cũng có thể kiềm chế bản thân, lấy nhu thắng cương. Do đó, theo lời răn dạy của Phật, chúng ta phải biết kiềm chế bản thân, lửa nào bằng lửa tham, chấp nào bằng sân hận, lưới nào bằng lưới si, sông nào bằng sông ái. Chúng ta sống ở cõi ta bà này, thoáng chốc đã chỉ là cát bụi. Người xưa thường nói, có lương thực ngàn gánh cũng chỉ ăn một ngày ba bữa, có căn nhà lớn 10 tầng cũng chỉ ngủ ở một gian, báu vật trăm xe ngựa trong lòng vẫn có buồn phiền, quan to lộc hậu cũng là đi làm hàng ngày, vinh hoa phú quý cũng chỉ là thoảng qua như mây khói. Con người đối với nhau lại thường xuyên ganh đua đấu đá, chỉ khiến chúng ta hao tâm tổn trí, cuối cùng mang theo được những gì? Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng gian tham, lấy chân thắng hư ngụy. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.